rõ không ạ? Dạ rõ chị ạ. Dạ. Em cũng chưa bao giờ trình bày, em cũng hơi run. Dạ em xin chia sẻ bài tập của tổ em. Em thấy là hình được không ạ? Dạ được chị ạ. Dạ. Chờ em chút xíu em tìm cái bài hình của em. Chưa quen cách chia sẻ màn hình nhé. Để chia sẻ với người chị ạ. Dạ, mà em không có biết luôn. Thì vào trong cái USB để lấy ra nữa, thì lỗi mất thiêu được. Dạ, cái thằng tiên khác mà cho tay dùng thì chúng ta sẽ ngờ được không ạ? Để em kiểm tra như thế nào. Nếu không thì chị có thể gửi cái slide đấy lên chỗ Zalo, thì bên ban tổ chức sẽ hỗ trợ trình chiếu cho chị, hoặc là thành viên trong tổ sẽ hỗ trợ trình chiếu cho chị ạ. Cả nhà chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi trong một vài phút ạ. Đây cũng là thời gian để giờ chúng ta cùng ngồi chúng ta suy nghĩ lại cả một hành trình, để chị chút xíu nữa đây sẽ có phần chia sẻ cảm xúc. Em Linh thấy là trong một cái chương trình thì nhiều cảm xúc nhất là buổi khai giảng, và nhiều cảm xúc hơn nữa chính là buổi tổng kết. Mọi người có thấy là tổng kết trong sự ngỡ ngàng không ạ? Mọi người có thấy thời gian nó rất là nhanh không ạ? Ai? À, dạ. Ở trong lúc đợi tổ 2 chia sẻ thì có tổ khác chúng ta sẽ nên chia sẻ luôn không ạ, để tránh mất thời gian của chúng ta. Dạ rồi, em xin mời tổ 9 chị Thùy Linh ạ. Chị Thùy Linh bật mic lên nhé. Anh Nhật hỗ trợ bật mic cho chị Thùy Linh nhé. Vâng ạ, được rồi. Tổ của em thì cũng có cùng nhau xây dựng một cái sơ đồ để thực tập trong một ngày. Và cái sơ đồ này hoàn toàn có thể rút ngắn lại trong một buổi chia sẻ. Ví dụ như một buổi sáng, các anh chị đồng nghiệp cùng ngồi với nhau, hoặc là các thành viên trong gia đình cùng ngồi với nhau cũng được ấy ạ. Thì trên tinh thần là các cái hoạt động mà thầy cũng như là tác giả của cuốn sách ấy đưa ra thì bọn em cũng vận dụng thôi, và chỉ có là sắp xếp và lựa chọn những cái hoạt động làm sao cho phù hợp ấy với chính bản thân nhóm của mình ấy. Đó. Em cũng xin được ở đây là bạn Thảo. Thảo chính là nhóm tổ trưởng của nhóm em, bạn ấy có vẽ ra theo cái sơ đồ đấy á, thì em cũng xin phép được chia sẻ ha. Đây ạ. Thì ở đây là với cái tinh thần là những cái hoạt động này sẽ được lặp đi lặp lại theo ngày, cho nên là trên ý tưởng này thì bọn em vẽ thành một cái vòng tròn và có mũi tên theo chiều lặp lại như thế này ạ. Buổi sáng thức dậy thì chúng mình có thể thực hiện thiền tọa. Sau đó thực hiện 10 động tác chánh niệm để khởi động một ngày mới. Vừa nhẹ nhàng lại vừa đánh thức được các cái cơ quan cũng như là các bộ phận trên cơ thể. Sau đó thì thiền ăn lúc này chúng ta sẽ có những cái bài biết ơn về thức ăn đến với chúng ta như thế nào. Đến buổi trưa thì chúng ta sẽ thực hành thiền buông thư. Ở đây chúng ta sẽ có thể là thiền buông thư, nhưng có thể là nằm, có thể là ngồi, tùy vào tư thế của ngày hôm đó. Rồi ạ,
buổi sau khi thức dậy hoặc là sau khi thiền buông thư xong thì chúng ta có thể thực hiện luôn là thiền đi một cách thong dong thoải mái. Đến buổi chiều ngay cái thời điểm đấy thì thường thì công việc của chúng ta khá là nhiều và áp lực rồi thì chúng ta cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, thì cái thời gian này chính là thời gian tốt để chúng ta thực hiện thiền tĩnh lặng, ôm ấp cảm xúc với cái trạng thái là thiền nhìn vào cội cây trong cơn bão ha. Rồi cuối ngày thì trước khi đi ngủ chúng ta nên thực hiện thiền biết ơn, ví dụ như lắng nghe bài Ho'oponopono đó 108 lần và chúng ta sẽ cảm thấy là buông xả được những cái khó khăn, những cái nỗi đau ở trong ngày và chúng ta giữ lại những cái thiền biết ơn đó. Thì qua ngày hôm sau chúng ta lại lặp lại những cái động tác này. Thì cái thời gian ở đây là được diễn ra trong suốt cả một ngày để cho chúng ta thấy là tỉnh thức nó sẽ là gắn liền với tất cả các hoạt động trong đời sống. Và ở đây chúng em có để thêm là đặt tiếng chuông tỉnh thức cứ giờ đúng thì nó sẽ reo lên. Ví dụ như là khoảng 30 giây đến 1 phút để chúng ta có thể tự nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh thức như thế nào. Và ở đây Thảo có vẽ thêm là những con số như là số 9 ở đây ạ. Thì là để đại diện cho nhóm của chúng em tổ 9. Vậy đó. Và cảm ơn các anh chị em đã lắng nghe. Vâng ạ. Em xin hết ạ. Mà cảm ơn phần chia sẻ vô cùng sinh động của tổ chín ạ. Mọi người thấy là phần mình vẽ phần bài tập là vô cùng tâm huyết không ạ? Mời hai chuyên gia chúng ta sẽ có những cái chia sẻ, những cái kiến giải cùng với tổ chín ạ. Mời chị Tú và chị Hà có thể bật mic nha. Thì như mọi người chia sẻ cũng là rất thiết thực. Qua sơ đồ này em cũng thấy rõ ràng luôn, rõ ràng chu kỳ giờ của một tỉnh thức một ngày của mình luôn á. Chị Hà và chị Tú có phần có kiến giải thêm về phần bài tập này không ạ? Ok, em xin ý kiến một chút. Đó là bài tập của tổ 09 thì mọi người nghe rõ em nói không ạ? Dạ rõ chị ạ. Thì về cái phần bài tập của tổ nhà 09 ạ, thì em thấy phần làm bài tập rất là tâm huyết. Về cái việc thực hành vòng tròn thì nó thể hiện cho cái việc sáng chúng ta thức dậy, bắt đầu cho một hành trình để thực hành tỉnh thức và kết thúc là một sự biết ơn về những cái mà chúng ta đã hoạt động cả một ngày. Thì đây là một cái hoạt động, một cái bài rất là tâm huyết của tổ 09. Ngoài ra mọi người còn nhấn mạnh về cái việc sử dụng tiếng chuông tỉnh thức để nhắc nhở cho chúng ta việc quay về để thực hành các cái hoạt động tỉnh thức trong ngày. Thì em thấy rất là hợp lý. Nhìn vào cái sơ đồ này thì thấy rằng là chúng ta có thể thực hành tỉnh thức trong mọi hoạt động trong ngày, lúc ăn, lúc nghỉ ngơi, lúc chúng ta đi hay là chúng ta làm việc, chúng ta luôn luôn có thể dễ dàng được thực hành tỉnh thức mà không cần phải bố trí một khoảng thời gian khá dài như là 10 à 20 phút hay 30 phút hay 1 tiếng để việc ngồi thiền tọa. Kiến của em xin hết ạ, chị Tú ơi. Cảm ơn phần kiến giải vô cùng hữu ích của chị Hà đến mọi người. Không biết chị Tú có mật mic chia sẻ không ạ? Mọi người nghe được em nói rõ không? Dạ rõ chị ạ. Cái background của em không biết vì sao mà bây giờ nó không hiện mặt em lên á, vậy thì mọi người cứ nghe thôi nha. Đấy, mọi người có nhìn thấy chỉ có cái kính nó hơi di chuyển không? Nó cũng hơi mờ ảo một chút ạ. À, đúng rồi. Mình thấy rằng là tổ chín làm rất là tốt. Một cái hoạt động được xuyên suốt từ đầu ngày cho đến kết thúc cuối ngày, thực sự là nó rất là hoàn hảo và nó đã đầy đủ tất cả những hoạt động. Mình chỉ bổ sung thêm một phần thôi là hãy cân nhắc
trong buổi sáng ấy, khi mà mình có cả thiền tọa lẫn cả 10 động tác chánh niệm á, thì có quá căng thẳng với các con không? Và nếu như có thể thì mình hãy thay cái phần 10 động tác chánh niệm linh hoạt bằng một bài thiền ca nhẹ nhàng. Ví dụ như là bài mỗi ngày mình thức dậy là mình thấy vui á, bài gọi tên hạnh phúc á. Hoặc là bài bài chào buổi sáng á, có một cái bài là chào buổi sáng mặt trời. Chào buổi sáng mặt đất, chào buổi sáng dòng sông êm đềm, chào buổi sáng đàn chim bay lượn, chào buổi sáng hoa lá và cây, chào buổi sáng bạn bè và em. Thì nó cũng sẽ kéo các con quay trở về với bản thân mình, và không gian nó cũng trở nên mềm mại, thoải mái hơn ấy. Những bài thiền ca nhẹ nhàng mình cho các con hát nhẹ nhàng thôi, không cần phải là hát to, mà khi hát thì chú tâm vào cái lời mình hát và làm theo động tác. Vì cái việc mà làm theo động tác á, là cái việc mà giúp cho các con thân quay trở về cái tâm á, và phải hết sức tỉnh thức thì mới có thể thấy được cái sự động tác nó đúng và nhịp nhàng. Đó là cái bổ sung của mình. Còn nếu như các bạn vẫn muốn thay đổi linh hoạt thì các bạn cứ giữ 10 động tác chánh niệm. Mình thấy rất là hợp lý rồi, không có gì bổ sung đâu. Các bạn làm rất là tốt, mình rất là thích cái vòng tròn này, các bạn tự vẽ bằng tay và mình cũng chia sẻ luôn. Mình rất thích những sản phẩm làm bằng tay, không bằng máy móc. Đây là một trong xu thế cuộc sống sau này. Không phải bất kỳ cái gì chúng ta cũng dùng máy móc và thiết bị. Lý do vì sao trong phương pháp Steiner thì tất cả những đồ dùng của các con đều được làm bằng tay, ví dụ như đan len, móc hay là vẽ hay là đồ dùng hay là đồ chơi của các con hay là những cái thang để mà thực hiện West Point thì các cô cũng đều làm bằng tay hết, các thầy cũng làm bằng tay, bởi vì trong tất cả những vật dụng làm bằng tay đó nó mang hơi ấm, và hơi ấm ở đây là gì? Là từ chính đôi bàn tay của mình và suy nghĩ tâm tưởng của mình đặt vào đó. Nên chúng ta có thể vẽ những cái đó chỉn chu lại một chút và nét vẽ nó mềm mại, sau đó thì chúng ta treo lên lớp thì nó cũng rất là đặc biệt á, và nó thể hiện cái sự tận tâm của mình ở trong đó, đó chính là hơi ấm. Cảm ơn tổ chín rất là nhiều, mình rất là thích cái bản đó. Xin hết ạ. Cảm ơn phần kiến giải chia sẻ của chị Cẩm Tú ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với tổ tiếp theo. Chị Hiền, em thấy chị Hiền có gửi cái slide lên trên chỗ ở cái group lớn của mình, thì không biết là anh Nhật chị Hiền có muốn anh Nhật sẽ hỗ trợ chia sẻ màn hình hay là sẽ thành viên của tổ mình ạ? Dạ, để em thử chia sẻ của em là em làm rồi. Dạ vâng. Dạ rồi, em xin mời chị Hiền ạ. Chị Hiền ở tổ 2 ạ. Dạ, thấy âm thanh chưa? Dạ thấy rồi chị ạ. Rồi, chúng ta sẽ có 3 phút để chia sẻ. Thành viên của chúng em là em xin chào tất cả các bạn chúc và anh chị em trong chương trình ạ. Bây giờ em xin chia sẻ sơ đồ thực tập của thành viên tổ hai để thiền tập được hàng ngày thì tổ đã làm đạo và thống nhất là mình phải làm trước và bạn thuộc trước những truyền đạt đến học sinh của mình. Thì tổ thực tập là đề ra là thực tập cho chính tổ của mình nè. Thì trong quá trình thực tập thì có đề ra các thứ này trong tuần, thứ hai thì có thiền chào thiền sát, thứ ba thì có thiền ca và kết hợp với động người động tác chánh niệm, thứ tư thì sẽ có đọc thánh chuông nghe chuông và thiền ngồi tập thiền ăn, thứ năm thì có thiền sỏi, thứ sáu thì mình có thiền làm mới thiền thứ tư thứ và những còn ngoài ra thì mình có thể làm những cái hoạt động khác thay thế vào trong thứ trong tuần, và thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ làm ngày công dân của mình để thực hiện được những cái kế hoạch mình đưa ra theo lịch. Và trước khi thì mình phải chuẩn bị như là phải chuẩn bị một buổi thiền, và trước khi mà rồi mình phải chuẩn bị đầu cái nhật trà. Thì cái bài thứ hai thì mình sẽ chuẩn bị là có sẵn cha mẹ làm chờ tổ chuẩn bị làm chọn là cha mẹ làm thánh thức chuẩn bị nhạc thiền chuẩn bị này và có tiếng Anh nữa
thì trước khi vào thì mình phải chuẩn bị đến 5 phút thì là thứ nhất để thì cha nên chắc là gửi là các bạn đến sách sau đó chia sẻ giao lưu về cho mình đi là chuẩn bị những hành trình tiếp theo và tiếp tục như ngày thứ ba thứ tư mình cũng sẽ các bước như khởi động bước nó thực hành nó kết thúc các thời gian các từ khác ngủ sẽ có như là ví dụ như khởi động cho buổi thứ tư mình sẽ có tiếng chuông và nghe chuông sau đó mình sẽ ngồi thiền mình sẽ cử một thành viên trong tổ nhận thiền các thành viên khác mình sẽ cùng nhau thực tập thiền thông sau khi tập thiền xong mình có thể tiếng chuông tiếng chuông và cái thức tập thiền có thể là mình còn thời gian mình có thể thiền đánh bánh hoặc là thiền trà để mình tĩnh tâm lại và tiếp theo thì cũng như là các thứ khác như thứ năm thứ sáu thì cũng thực hiện như vậy và cũng trước khi mình thực hiện hoặc trong hoạt động mình có chuẩn bị và từ lúc một được thực hành. Ngoài ra thì trong các thức tình đó mình cũng sẽ nghe một cách là gặp phải của thầy và thích kinh nghiệm hoặc là mình có thể tổ chức xem các phim ngắn mà có chất lượng cao tốt để giáo dục mình có thể mình kết hợp được các mặt như vậy gặp học trò của mình và trong các như vậy con và trong các ca thực hiện đó và cũng kết hợp với những động tác thiền về hơi thở và trong tĩnh lặng thì các hoạt động đó trong các ngày thứ hai thứ sáu mình có hoạt động đó mình sẽ không có bị nhàm chán ở trong suốt tuần. Thì để làm được thực hiện những các đưa ra thì tổ đưa ra những quy trình như sau ạ. 5 giờ sáng mình sẽ bắt đầu vào Zoom mà mình có 5 phút để chuẩn bị như là chuẩn bị sách trà nước. Tiếp theo thì có 3 phút để thỉnh chuông và nghe chuông. Trong quá trình thỉnh chuông nghe chuông kết hợp với nghe thiền ca hoặc là thiền trà. Và mình sẽ có 5 đến 10 phút để mình thực hành các bài tập nhanh như là mình sẽ ngồi thiền hoặc là làm mới chỉ phục vương các thiền sỏi và mình sẽ có 3 phút để thỉnh chuông nghe chuông để kết thúc hoạt động thiền của mình. Trong các quy trình hoạt động thiền của mình thì tổ đã thống nhất mình sẽ duy trì hoạt động này khi kết thúc hành trình và sau đó sẽ duy trì 5 buổi trên một tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Thứ bảy chủ nhật thì tổ sẽ được nghỉ ngơi và thông dong và các quy trình này và các kế hoạch này sẽ được tổ thực hiện liên tục các hàng tuần và tháng để nhìn nghĩ mà sau đó mình cảm thấy khi ứng dụng được thì mình sẽ ứng dụng với học sinh của mình. Dạ em xin hết ạ. Vâng, chia sẻ của tổ 2 vô cùng chi tiết từng ngày luôn ạ. Em xin mời chị Hà và chị Tú ạ. Chị Hà và chị Tú có bạn gì chưa? Dạ. Qua cái việc làm bài tập rất là chi tiết của tổ mình vừa rồi thì em thấy được làm nhưng mà có một cái vấn đề khi mà em xem bài tập của mọi người ấy, thì ngoài cái việc là chúng ta phải nhớ cái lịch học của các con thời khóa biểu ấy. Lên lớp thì bây giờ chúng ta phải nhớ thêm một cái thời khóa biểu của tỉnh thức thì có khi nào làm cho các thầy cô bị rối không? Thực ra nếu mà chúng ta buông thư và thả lỏng thì cái việc tỉnh thức về kinh nghiệm về áp dụng tỉnh thức trong lớp học của em ấy, thì cái mà dễ mà thực hành nhất cho các thầy cô và học sinh đó là duy trì cái việc là tiếng chuông tỉnh thức. Ngoài ra chúng ta có thể lấy một vài cái hoạt động của trong quyển sách để làm những cái hoạt động để kết nối để cho con được thay đổi không khí bằng cách là hát thiền ca thì sẽ hợp lý. Đấy là ý kiến của em. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hà. Chị Tú lần này có kiến giải gì không ạ? Chị cũng đồng ý với Hà. Chúng ta sẽ linh hoạt chứ cũng không nhất thiết là phải áp dụng trong cái khung là theo lịch thời khóa biểu như vậy ạ. Thực ra là nếu bản thân giáo viên là người có được cái sự tỉnh thức và thực hành điều này á thì đến cái ngày đó, cái giờ đó và cái giây phút đó sẽ có một cái năng lực là biết cần phải áp dụng cái phương pháp nào vào thì chúng ta hãy nghe theo cái đó của bản thân mình nhé. Chứ mọi người không nên là
để nó một cách khiên cưỡng trong cái lịch như vậy. Thì em thấy cái vòng tròn mà mọi người để ra cuối cùng á, có thể share lại cho em xem được không ạ? Cái quy trình cuối cùng ấy ạ. Dạ đó. Đây ạ. Mình có hai cái hoạt động, ba cái hoạt động rất là quan trọng. Đó là cái phần nghe chuông và cái phần cuối tuần mà thực hiện cái ngày thiền trà hoặc là ngày kết nối hiểu và thương trọn vẹn trong giờ sinh hoạt đó. Thì chúng ta hãy giữ cái này. Bởi vì nhất là trong buổi sinh hoạt, nếu như chúng ta biến nó thành một cái giờ thật là ý nghĩa, cái giờ lắng nghe nhau trọn vẹn và sâu á, thì nó sẽ thay đổi và dần dần các con sẽ cảm thấy thoải mái nhất cũng như là hạnh phúc nhất và thích nhất cái giờ sinh hoạt đó. Thì mọi người hãy lưu ý cái phần này để có thể cho vào trong các thứ mà em nhìn thấy á, thì em thấy rằng là có những cái hoạt động đó mọi người nên giữ lại. Còn việc mọi người chia ra các thứ như thế kia cũng tốt thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn hoặc là cảm thấy hơi áp lực để có thể áp dụng theo nó. Dạ em xin hết ạ. Cảm ơn chị Tú ạ. Qua 2 tổ chia sẻ thôi thì chúng ta đã có rất là nhiều, rất là nhiều những cái mà chúng ta có thể áp dụng linh hoạt vào trong quá trình dạy học của mình cũng như là trong quá trình sinh hoạt ở trong gia đình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ bài tập của tổ 5, đại diện là chị Tho ạ. Em xin mời chị Tho. Vâng, em cảm ơn. Em hãy nghe tiếng chị Thoa như hơi bị nhỏ chị ạ. À, mọi người nghe thấy chưa? À dạ rồi ạ. Tại hôm nay hơi đau họng, nói nghe. À. Dạ vâng. Cảm ơn chị đã cố gắng chia sẻ. À, đây là em xin trình bày cái phần bài tập tuần của tổ 5. Tổ 5 thì sẽ thiết kế một cái giờ thiền ngồi khoảng 5 đến 15 phút tùy từng gia đình áp dụng. Trước mình có thể áp dụng sáng dậy hoặc là trước giờ đi ngủ. Cái tư thế thiền là tư thế thiền ngồi. Và đây là đang thiết kế cho ngồi ghế. Thứ nhất là mình chuẩn bị tư thế ngồi, ngồi thoải mái, thẳng lưng, lòng bàn chân chạm đất. Thì ngồi với tư thế là đùi và cột sống sẽ vuông góc với nhau. Nhắm mắt, thả lỏng toàn thân, toàn bộ cơ thể và thay đổi tư thế làm sao cho mình cảm thấy thoải mái nhất để có thể thả lỏng toàn bộ cơ thể nhất. Mình có thể dùng một loại dầu thơm để thực hành trong quá trình thiền. Cái mục đích của cái loại dầu thơm là để cho mình nhớ mỗi khi mà mình ngửi thấy mùi dầu thơm đấy thì mình ngay lập tức mình quay lại, mình quan sát hơi thở của mình. Và mục đích của cái thiền tổ năm thiết kế ra là để quan sát hơi thở. Vì thế mà cái dầu thơm có cái tác dụng nữa là khi mình hít thở, mình sẽ cảm nhận được hơi thở nó đi đến đâu trong cơ thể. Thì tổ năm sẽ thiết kế quan sát hơi thở như là cái vào mình sẽ nhẩm đếm 4 nhịp, mình nén lại nhẩm đếm 7 nhịp và thở ra nhẩm đếm 8 nhịp. Mục đích của việc nhẩm đếm là mình cắt xúc, cắt suy nghĩ ngay tại thời điểm mình thiền. Và cái thiền này nó có tác dụng nữa là chữa lành. Khi mà mình cắt xúc cơ thể để tập trung vào đếm thì mình sẽ không 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 còn cái suy nghĩ được nữa. Thì mình khi mình cắt được suy nghĩ thì mình sẽ cắt được cái cảm xúc tiêu cực nó vào cơ thể ngay tại cái thời điểm mình gặp vấn đề. Và cái thiền này mình có thể áp dụng được cả thiền đi và thiền thiền hành. Khi mà mình gặp một cái điều bất như ý nào đấy, mình quay lại mình nhẩm đếm hơi thở của mình thì mình cũng có thể cắt xúc ngay tại tại thời điểm đấy được. Và khi mình ngồi thì mình ý thức hơi thở vào thở ra, thở vào thì mình thở ngắn hơn, chậm hơn và thở ra thì mình tĩnh lặng và nhẹ nhàng.
mình thở vào, mình mỉm cười và thở ra, mình buông thư. Mình buông thư như xả hết những cái tiêu cực trong cơ thể ra. Và mình kết thúc với 3 đến 15 hơi thở, bởi vì cái thiền này mình thiết kế cho 5 đến 15 phút. Thì tùy từng người mà mình có thể nén hơi thở được càng lâu càng tốt, và thở ra thì dài hơn là thở, là hít vào, và dài hơn là nén lại. Thì theo như mình đã từng tham gia một vài nhóm thiền, người ta nén giỏi nhất là được 4 phút, và người bình thường mình có thể nén được khoảng 20 giây hoặc hơn một chút. Khi mình xả thiền thì mình bắt đầu mình quay trở lại cái động tác tha lỏng, co duỗi chân tay và vươn vai, thả làm sao cho cơ thể thoải mái nhất. Và em xin hết phần bài tập tổ 5 tuần này ạ. Cảm ơn phần chia sẻ của chị Thọ. Em xin mời phần kiến giải đến từ chị Hà và chị Tú ạ. Chị thấy tổ 5 cũng làm khá là tốt rồi ạ. Chúng ta cứ trọn vẹn với một hoạt động cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình làm nhuần nhuyễn hoạt động này rồi thì chúng ta mới chuyển sang hoạt động khác. Đấy cũng là một cách làm rất là hay ạ. Vâng, em ý kiến gì đâu ạ. Em cảm ơn chị Tú. Chị Hà có chia sẻ gì không ạ? Em chia sẻ một chút về cái vấn đề thiền ngồi. Trong cái quá trình mà chúng ta thực hành cái việc thưởng thức ấy, thì chúng ta được biết là không cần ngồi, chúng ta vẫn có thể thiền được. Chúng ta thiền các cái hoạt động trong, chúng ta có thể chú tâm, thận trọng chú tâm quan sát các cái hoạt động trong ngày. Nhưng mà để chúng ta có thể quan sát và chú tâm được các cái hoạt động trong ngày thì cái việc thiền ngồi rất là quan trọng đối với việc thực hành tỉnh thức. Vì khi mà đầu buổi sáng chúng ta thực hành với 1 giờ thiền ngồi thì ngày hôm đó cái việc thực hành tỉnh thức của chúng ta mới được thường xuyên, và chúng ta nhớ và thực hành mới được tốt hơn. Còn nếu như kinh nghiệm của em về cái việc thực hành tỉnh thức thì khi mà cái ngày nào mà em không có thực hành thiền ngồi đầu giờ sáng ấy, thì ngày hôm đó mặc dù là mình vẫn nhận diện các cảm xúc nhưng mà mình không thể nào, mình khó điều chỉnh cảm xúc tiêu cực của mình hơn cho cái việc làm những cái ngày mà mình thực hành thiền ngồi đầu giờ buổi sáng. Nên là nếu mà các thầy cô nhà mình cũng trong quá trình thực hành tỉnh thức thì cũng đừng nên bỏ qua cái vấn đề thiền ngồi này. Khi mà việc chúng ta duy trì được vấn đề thiền ngồi thì cái việc thực hành tỉnh thức trong ngày của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn. Em cảm ơn bài làm của tổ 5 ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn phần chia sẻ chị. Lúc mà chị Tho chia sẻ phần tinh dầu á, xong mà em đọc thấy là tổ 1 chị Thúy á, tinh dầu giúp sản sinh ra hormone hạnh phúc endorphin ấy. Em liền sức một chút, em liền sức ngay tay tinh dầu cho mình. Đúng là hạnh phúc luôn thiệt. Tỉnh táo hơn hẳn. Cảm ơn chị Tho rất là nhiều, cũng như là cảm ơn tổ 5 ạ. Em xin mời tiếp theo tổ 10 đại diện là chị Thực ạ. Em chào cả nhà. Hôm nay em xin đại diện cho nhóm tổ 10 trình bày phần bài tập của nhóm trong tuần này ạ. Ban tổ chức chia sẻ màn hình giúp em ạ. Phúc mới gửi lên đấy ạ. Thì hôm nay em xin chia sẻ một hoạt động là hoạt động đi thăng bằng. Thì hoạt động này thì thường là sẽ áp dụng cho những các bạn mà mới bắt đầu. Thì thông thường thì em nhận thấy mà ngay vào ban đầu mà kiểu như là cho các bạn anh ngồi thiền thì sẽ hơi bị khó. Nên là em sẽ cho hoạt động này vào trước. Thì em có muốn thêm ý tưởng là dụ như mình ngay từ khi mà mình mới bắt đầu buổi học luôn ấy, thì mình có thể cho các bạn hát thiền ca, dụ như bài gọi tên hạnh phúc ấy. Thì cũng khá là, thì em nghĩ là nó cũng sẽ rất là hay. Thì sau đấy sẽ cho các bạn đi giống cái hoạt động này nó giống như một trò chơi vậy. Tức là các bạn ấy hoạt động này là đi thăng bằng, tức là để quyển sách, đội quyển sách trên đầu ấy. Thì mục đích của cái hoạt động này là gọi là thưởng thức sự kỳ diệu trong từng bước chân. Thì những ai thực tập bài này thì mọi người sẽ cảm nhận rõ rệt cái điều này luôn. Thứ hai là tăng khả năng tập trung, ba là giảm bớt căng thẳng lo lắng, và đồng thời có thể là tạo niềm vui cho các bạn ấy.
Thì các bước thực hiện đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị, thứ nhất là sẽ là sách và mình sẽ phổ biến luật chơi. Luật chơi là mình có thể bảo các bạn là mình có thể được đưa ra là mình sẽ mỗi một bạn sẽ có hai lần đi, tức là sẽ có vài cái vạch xuất phát và vạch về đích. Và khi đi thì tức là mình sẽ phổ biến các bạn là cái phần mà bắt đầu mình chuẩn bị ấy, thì là mình sẽ hít thở 10 giây này, đứng thẳng này và đặt sách lên đầu. Tiếp theo đó là mình bắt đầu mình sẽ đi và đi thăng bằng trong tư thế là đi đầu tiên là có thể đi thẳng này, sau hoặc là quẹo trái hoặc là quẹo phải để đi đến phần đích ấy. Và lúc đấy mình có thể, tức là mình có thể yêu cầu thêm các bạn là có thể đếm, kết hợp đếm bước chân hoặc là đọc thầm câu là vững chãi thảnh thơi. Và sau đó là sẽ là về đích, sau khi về đến vạch đích ấy, thì yêu cầu các bạn sẽ đứng yên hít thở trong 10 giây. Và sau cái hoạt động này thì mình sẽ cho các bạn nêu lên cảm nhận. Thì cái này thì mình và nhóm, bản thân nhóm thì mỗi một người cũng đều thực hành bài tập này rồi thì cũng cảm thấy khá là thú vị, đặc biệt là cái hoạt động này có thể áp dụng trong gia đình. Thì ví dụ như là cả nhà cùng thi với nhau chẳng hạn, thì liệu là xem ai có đánh rơi sách không. Đấy, và sau đó là cả nhà cùng ngồi với nhau nêu ra cảm nhận. Đấy, thì là mong gia đình có thể đưa thêm một cái gì đấy, hoặc là ví dụ như là có thể đưa thêm ra những cái gọi là cái luật chơi mới, hay là cả, hoặc là kiểu như là người nào mà thua thì sẽ bị phạt như thế nào chẳng hạn, thì cái đấy là tùy vào từng gia đình. Thế là em xin chia sẻ về cái hoạt động của tổ. Đây là tiếp theo ban tổ chức chia sẻ giúp em cái phần bài tập, cái phần video mà nhóm, tức là nhóm có một số thành viên đã thực hành ấy và nêu lên cảm nhận ấy, thì nên chia sẻ, ban tổ chức chia sẻ video cho em với ạ. Đây là thực hành và đưa ra cảm nhận của mình ấy. Thank you.
Wow, và đã có rất là nhiều tim này, hoa này nổ ra tặng sự gửi đặng đến tổ 10. Và mọi người có thấy được là thật sự thiền giúp ích rất là nhiều không ạ? Mọi người vui vẻ hơn này. Chị Hằng thì đều sợ là đi xin việc rớt xuống cầu thang này. Còn ở trong đấy thì có các chị là còn thực hành chung với con của mình nữa. Xong rồi là có những anh chị thực hành rất là vui vẻ cái bài tập thiền như thế này. Và một cái phần là trình bày bài tập vô cùng là tâm huyết cũng như là chỉn chu đến từ tổ 10. Anh thấy là gần như là mà bài tập nào của tổ 10 cũng có một cái sự đầu tư, cũng có một cái sự trau chuốt nhất định. Và hướng đến cái sự là thực hành và thực tế. Đúng là áp dụng sự tỉnh thức vào trong đời sống luôn. Rồi chúng ta cùng nở một tràng pháo bông cho tổ 10 đúng không ạ? Một phần bài tập vô cùng là ấn tượng. Đây xin được gửi tràng pháo bông này tới các thành viên tổ 10. Xin mời chị Hà sẽ chia sẻ. Chị Hà sẽ chia sẻ kiến giải chứ ạ. Dạ, thì không biết là cả nhà mình có thấy rằng là tất cả các thành viên tổ 10 đều hoàn thành thử thách rất là dễ dàng không ạ? Nhưng mà mọi người không biết mọi người trước đây đã thực hành cái việc đội sách lên đầu mà chưa biết đến tỉnh thức không? Thì cái việc này là cái việc khi em chơi trò chơi ấy, thì cái việc này nó rất là khó. Và mình cảm thấy là mình sẽ không đi được quá 5 bước khi mà đội quyển sách lên đầu. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đến tỉnh thức, chúng ta biết thư giãn và thả lỏng, thì cái quyển sách trên đầu chúng ta không còn là vấn đề nữa. Mà vấn đề của chúng ta là hơi thở và bước chân. Thì tự nhiên quyển sách trên đầu của chúng ta lại thăng bằng. Nhà mình có thấy vấn đề tỉnh thức rất là vi diệu không ạ? Sau khi biết đến tỉnh thức rồi thì mọi thứ lại trở nên một cách dễ dàng. Dạ. Thì không biết là ban tổ chức và các thành viên của mình có cảm nhận như em không? Khi mà mỗi lần nghe cô Thực chia sẻ thì luôn luôn cảm nhận được cái sự năng lượng từ cô và cái sự tâm huyết và làm bài tập rất là nhiệt tình từ tổ 10. Luôn luôn có những cái sự sáng tạo để đưa các cái hoạt động tỉnh thức vào trong đời sống và lớp học. Em biết ơn tổ 10 và cô Thực ạ. Cảm ơn chị Hà và em xin mời chị Tú ạ. Em không có ý kiến gì cả. Bởi vì là xuất sắc quá rồi ạ. Thấy được rằng là mọi người đã có những cái sự ứng dụng rất là giá trị. Và đặc biệt đó là trên chính bản thân mình cũng như là gia đình của mình trước. Thì đây chính là cái sự chân thực. Và nó là cái thân giáo để cho mọi người lan tỏa đến những người xung quanh và đến các học sinh của mình. Thế nên mọi người hãy cứ làm những gì mọi người đang cảm thấy tốt. Đấy là điều tuyệt vời nhất ạ. Khi xem những cái video này mình cảm thấy rất là bình an á, và trong lòng cảm thấy rất là vui. Bởi vì là mọi người đang từng ngày nhận được những cái giá trị rất là tốt đẹp từ việc thực hành tỉnh thức. Dạ. Chúc mừng tổ 10. Wow. Tuyệt vời đến nỗi mọi người không biết nữa. Không biết kiến giải thế nào đâu. Và tiếp theo. Em. Cái phần video của tổ 10 em thấy là nếu mà lan tỏa được rộng rãi cho mọi người thì rất là hay. Hy vọng là thành viên tổ 10 sẽ chia sẻ vào một bài viết cũng như là cái video này ở trên văn hóa đọc tỉnh thức này. Rồi cũng sẽ chia sẻ ở trên văn hóa đọc ba gốc. Hoặc thậm chí là chia sẻ lên chánh kiến trong đời sống để mà rộng rãi mọi người biết hơn nha. Cái này thì rất là mong tổ 10 sẽ thực hiện ngay và luôn trong hôm nay. Và tại vì ngày hôm nay đã là ngày tổng kết của chúng ta rồi, chúng ta sẽ chia sẻ liền để neo giữ lại những cảm xúc tích cực. Rồi, cảm ơn tổ 10 rất là nhiều. Các thành viên tổ 10 cười tươi quá. Nãy giờ chị Hằng là cười không ngậm được miệng lại luôn. Đấy, cười tươi đến nỗi... Đấy, hạnh phúc. Thật sự là một cái quá trình mà hành trình chúng ta trải qua không cần gì nhiều đúng không ạ? Chính là sự chuyển hóa trên chính bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta chuyển hóa, chúng sẽ kết nối được tất cả mọi thứ xung quanh cũng như là các thành viên trong tổ này, trong gia đình của chúng ta. Em không biết là còn thành viên tổ nào chia sẻ bài tập tuần nữa không ạ? Thành viên tổ này sẽ chia sẻ bài tập thế nhỉ? Và nếu như mà phần bài tập mọi người sẽ... Rồi em sẽ dành thêm 3 giây nữa xem để có thành viên nào.
em đã có kết quả. Ban tổ chức vừa mới gửi cho em kết quả của phần bài tập tinh hoa. Và trước khi công bố cái phần giải thưởng vô cùng lớn như thế này, một giải thưởng vô cùng giá trị, thì chắc chắn là rất là mong được nghe những chia sẻ cũng như là cảm nhận của mọi người như thế nào. Cảm nhận của mọi người như thế nào khi mà trải qua một cái hành trình đã đọc xong hai tập sách là Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Cả Thế Giới, một cái tập sách vô cùng đặc biệt của một cái vị gọi là được coi là ảnh hưởng tâm linh thứ hai sau Đạt Lai Lạt Ma, thì là thầy của thầy Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, thì mọi người có cảm nhận như thế nào, tức là ngày đầu mọi người như thế nào và cái kết quả tới ngày hôm nay mọi người cảm nhận như thế nào, mọi người sẽ giơ tay chia sẻ nha. Chia sẻ xong thì em sẽ công bố lại ạ. Rồi mọi người sẽ giơ tay nhé. Chắc có lẽ là em sẽ cho một các thành viên mà vô cùng đặc biệt là là có em cảm nhận cái sự chuyển hóa rõ ràng. Và em xin mời chị Hằng Tinh Tấn ở tổ 10 ạ. Một thành viên luôn luôn mang đến tiếng cười. Tỉnh thức cỡ nào cũng cười được. Cũng luôn vui vẻ. Còn chị em vẫn đang cười. Em xin mời chị. Em chào cả nhà. Em rất là vui và rất là cảm thấy mình may mắn khi mà bắt đầu tham gia ban hóa đọc tỉnh thức ạ. Lúc mà trước khi bắt đầu hành trình thì em đã đắn đo là mình có nên tham gia hành trình hay không. Tại vì em vừa mới kết thúc K2 nhưng mà em cảm thấy thật tuyệt vời là mình đã quyết định tham gia. Bởi vì em biết là mình chưa có gì để tiêu hóa cho nên cần phải học thật là nhiều. Và tham gia hành trình văn hóa đọc tỉnh thức thì em cảm thấy là bản thân mình có cái sự thay đổi. Em chưa tập thành thói quen về cái việc tỉnh thức, nhưng mà khi mà nhớ đến tỉnh thức thì em sẽ nhắc mình là quay lại vào hơi thở. Hay là nhiều khi đang ăn thì tự dưng em nhớ ra là mình phải tỉnh thức, để em cảm nhận thức ăn và cố gắng là mình sẽ trong từng hơi thở thật là nhẹ nhàng, hít vào thở ra và tận hưởng cái bữa ăn đấy, thay vì cái việc là mình sẽ tập trung lên nơi khác như điện thoại. Và có một điều mà em cảm thấy là mình nhận được nhiều nhất, đó chính là em ý thức về cái việc thực hành đều đặn. Em đã bắt đầu thực hành đều đặn thiền mỗi ngày buổi sáng và buổi tối ạ, và thực hành thiền Ho'oponopono. Em cảm ơn cả nhà. Mọi người có cảm nhận thấy cái năng lượng hạnh phúc tỏa ra là chị Hằng mở một năng lượng vô cùng vui tươi hồn nhiên, một người chị rất là trẻ và chị đã có một sự thay đổi rất là lớn khi mà tham gia hành trình. Và em cũng rất là mong muốn được nghe cái sự chia sẻ thay đổi của mọi người ạ. Rồi, chắc là có lẽ em sẽ xin mời trong nội dung này, em thấy rất là nhiều anh chị ạ. Anh chị nào chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc ạ, để sắp tới phần chia giải, phần công bố giải ạ, để em thấy giải thưởng lần này là vô cùng hoành tráng. Rồi, em xin mời chị Nga đến từ tổ 6 ạ. Xin chào cả nhà. Văn hóa đọc tỉnh thức K2. Mình cũng xin được chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái hành trình này. Là thứ nhất là mình rất là cảm ơn Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã dành cả cuộc đời của mình về cái sự nghiệp và truyền cảm hứng và mang lại cái niềm hạnh phúc yêu đời cho tất cả mọi người trên thế giới. Qua cuốn sách thì mình cũng thấy là cái hoạt động này là nó cần thiết cho mọi người, mọi ngành nghề và đặc biệt là các thầy cô giáo. Bởi vì là cái người đi mang ngành giáo dục đến cho nhiều thế hệ, cho nên là cái tầm ảnh hưởng của thầy cô giáo thì đúng là nó rất là cực kỳ quan trọng trong cái sự nghiệp nuôi dạy chồng người đấy. Còn cái việc thứ hai là nó cũng đã mình dần chuyển hóa ăn trong chánh niệm, thì đúng là nó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Làm cho mình no lâu mà lại, và đặc biệt là
bật mí với các chị em, muốn giảm cân thì mình nên ăn trong chánh niệm. Và đấy là những cái mà mình thực sự là đã học được từ cái hành trình. Xin cảm ơn ạ. Mà cảm ơn chị Nhà chia sẻ rất là hữu ích. Đầu tiên là chia sẻ chân thành cảm xúc từ chị, cũng như là chia sẻ bí quyết cho các chị em là giảm cân đẹp dáng là ăn trong chánh niệm. Và bật mí với mọi người đó là chị Nga, em hỗ trợ chị tổ 6 thì là chị Nga những ngày đầu thì chị Nga rất là kiểu hơi bị nghiêm trọng một tí, mỗi lần họp là chị hơi bị nghiêm túc, còn bây giờ là lần nào cũng thấy chị cười, gần đây là ngày nào cũng thấy chị cười và rất là vui. Vâng, và đúng là thật sự là sự cảm hạnh phúc nhất của một cái hành trình chương trình tổ chức ra là tất cả những thành viên được chuyển hóa. Mọi người cảm nhận được cái sự chuyển hóa không ạ? Ngày trước em nghĩ là chị Hà, chị Nga sẽ không dám lên Zoom lớn chia sẻ đâu, ngày hôm nay là tự chị ấy. Đây mọi người là gửi lời chúc đến chị Hà rất là, chị Nga đến rất là nhiều. Em xin mời chia sẻ từ một chị nữa, sau đó chúng ta sẽ tới cái phần gọi là công bố giải thưởng vô cùng là hấp dẫn. Em xin mời chị đến từ tổ 9 là chị Thúy Bùi ạ. À, vẫn chữa chị Thúy, bật mic lên nha. Dạ rồi. À, xin chào tất cả mọi người. Sau khi đến với hành trình này thì em cảm thấy là mình cũng, mặc dù là mình chưa thực sự là mình thực hành và mình cũng chưa đọc được, tức là có những lúc mà nhiều cái công việc cuốn mình đi, mình cũng chưa thực sự là tỉnh thức hết trong mọi cái việc mình ví dụ như là bài tập này, có những hôm là đến cuối ngày rồi là vẫn chưa để hoàn thành được deadline bài tập ấy, nhưng mà sau đấy đến những ngày tiếp theo thì trong cái, tức là tinh thần của cả nhóm, khi mình vào nhóm này rồi em lại thấy mọi người ở các tổ khác, rồi các thành viên trong tổ mình, mọi người đều luôn cố gắng, tức là có những hoạt động này, thực hành cái việc tỉnh thức trong mọi công việc trong đời sống, thì mình cũng, tức là mình có thêm động lực để là mình cũng cố gắng hơn này. Giống như là mình cũng đã cam kết ngay từ đầu là đi cùng với hành trình rồi mà, nhưng mà mình lại nhìn lại mình là ôi, như thế này là mình lại chưa thực sự cam kết. Thì đấy là động lực của em mỗi ngày khi mà đến với hành trình. Thì hôm trước thì hôm qua em cũng có viết lại một cái bài chia sẻ ở trên nhóm. Từ trước đây thì quyết định viết chia sẻ một cái điều gì đấy thì em rất là lăn tăn, lúc nào cũng nghĩ viết như thế nào, viết như thế này thì có tức là mình sẽ nghĩ rất là nhiều trước khi mình làm một cái việc gì đấy, và thông thường sau khi mình nghĩ xong á thì mình lại không làm nữa. Thì đấy là rất là cái xu hướng hành động của em nó như thế. Nhưng mà sau bây giờ là em không nghĩ nữa, em có ý tưởng cái là em sẽ bắt tay vào làm ngay luôn đó. Thì sau đấy là em thấy là mình thôi, từ sau thì mình cũng đã hoàn thành được những cái việc, thay là mình cứ mất rất là nhiều năng lượng để mình suy nghĩ, rồi sau đấy là mình lại không làm và không có một kết quả gì. Thì vào đây em cũng nhận được năng lượng từ mọi người, đặc biệt là một số bài chia sẻ của các tổ ấy, có hoạt động ứng dụng mà trong đời sống ấy, mình cũng đã bắt đầu có những ý tưởng, ví dụ như là em sẽ nghĩ ra vừa rồi là áp dụng ngay được cái hoạt động mà đặt cái quyển sách lên đầu ấy cho một số lớp học mà em đang dạy. Đấy là một hoạt động rất là thú vị và hay để các con làm thêm ở nhà. Nói chung là em đã học được rất nhiều ý tưởng của mọi người. Thì em rất là biết ơn khi mà mình được đi với hành trình này. Bởi thực chất từ K2 cũng may là ban đầu là em đã không định tham gia, nhưng cảm thấy là đúng là nếu mà cho tới thời điểm này, nếu như mình không tham gia hành trình thì thực sự là mình đã bỏ lỡ rất rất nhiều thứ. Những cái việc mà em học ra được bài học là tức là với mỗi con đường ạ. Hôm qua cũng có bài chia sẻ của chị Huyền Sâu á, là về con đường. Thì đúng là mình sẽ tìm ra được một con đường làm sao cho nếu như mà mình bước đi được những bước chân đầu tiên ấy, thì sau đấy là mình sẽ tìm ra được một con đường cho mình. Còn nếu mà mình cứ lăn tăn, mình sợ hãi ngay từ ban đầu tiên thì sẽ không có con đường và cánh cửa nào mở ra cho mình trước mắt cả.
Thôi cảm ơn chia sẻ của chú rất là nhiều. Không biết là chị Thúy tổ 9 với lại chị Hằng tinh tấn ở tổ 10 có bạn là gì với nhau à? Tại vì lúc mà chị Thúy chia sẻ là chị Hằng gọi là cảm xúc gọi là tay chân cứ liên tục mãi. Vui ơi là vui, thậm chí vui hơn chị Thúy nữa. Rất là cảm ơn chia sẻ của chị Thúy. Chắc một lát nữa em phải cho chị Hằng chia sẻ cảm xúc tiếp chứ. Rồi chị Hằng cứ ngồi bình tĩnh nha. Vâng, và bây giờ mọi người đã muốn em công bố giải thưởng luôn chưa ạ? Em thấy là đầu tiên là em chưa thấy gì là về cái vấn đề mà sâu xa lắm, nhưng mà nãy giờ chia sẻ thì em thấy là tham gia hành trình văn hóa đọc tỉnh thức còn giúp chị em chúng ta đẹp hơn ạ. Mọi người biết sao không ạ? Ăn trong thí nghiệm này giúp cho giảm cân này, eo thon này, dáng đẹp này, chuẩn này. Xong bắt đầu là cái đi đi thăng bằng này, đặt sách trên đầu rồi. Là xong cái hành trình này là chị em chúng ta trở thành người mẫu luôn đấy ạ. Em 1m50 vẫn mẫu được. Người ta làm người mẫu thì thôi, em làm người mẫu thôi cũng được. Nhưng mà áp dụng được rất rất là nhiều những cái điều từ hành trình vào trong đến đời sống. Chánh niệm, chúng ta áp dụng cái tỉnh thức vào trong cuộc sống rất là nhiều, cũng như mang lại rất là nhiều những cái hiệu quả. Ví dụ như là cha mẹ có thể kể, bố mẹ có thể kết nối cùng với con này. Rồi là gia đình kết nối với nhau này. Rồi, bây giờ vậy thì em sẽ xin phép chuyển qua phần công bố giải ạ. Tất cả chặng hành trình mà chúng ta đi qua thì các anh chị em chúng ta đều đã có một cái sự chuyển hóa nhất định nào đó. Và đảm bảo là khi tham gia hành trình này thì các anh chị đang ngồi, hiện tại đang ngồi ở đây thì cũng đã nhận ra được rằng là tham gia hành trình là một cái suy nghĩ đúng đắn. Cho dù là chúng ta cũng đã có những lúc mà chúng ta công việc cũng như là bận rộn của cuộc sống mà chúng ta không thể nào hoàn thành một cách hoàn thiện bài tập của hành trình. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà anh chị có cái sự thực hành là đã có sự chuyển hóa rõ ràng. Và chính là cái buổi tổng kết thì chúng ta chưa có chia sẻ nhiều này, cũng như là cái cảm xúc vui chưa vui như thế này. Và ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều những nụ cười mà mọi người, thậm chí nãy giờ mọi người cười liên tục ạ. Em thấy có những thành viên là cảm xúc vô cùng hạnh phúc từ đầu tới giờ. Mà hành trình giải thưởng ở đây không phải là tôn vinh các anh chị nào giỏi nhất, mà tất cả các anh chị ở chúng ta đây đều xứng đáng được giải thưởng cho mình. Và chúng ta nở một tràng pháo hoa để chúc mừng cho tất cả chúng ta. Rồi, truyền năng lượng chúng ta. Đây rồi. Thế mọi người bây giờ muốn em công bố là giải đặc biệt trước hay là giải gì trước ạ? Từ thấp đến cao hay từ cao đến thấp ạ? Anh Nhật chuẩn bị nhạc nhá, chuẩn bị lên sân khấu ạ. Rồi, từ thấp đến cao. Mọi người chuẩn bị lên sân khấu chưa ạ? Chuẩn bị tư thế vững vàng chưa? Biết đâu mình được sướng tên một cái run quá không lên sân khấu được luôn. Rồi, bài tập tinh hoa vừa rồi cũng là một cái bài tập vô cùng đặc biệt để mọi người chia sẻ là hành trình của mình, chia sẻ là câu chuyện chuyển hóa, cũng như là mọi người cũng đã góp một cánh tay nối dài vào việc là lan tỏa điều tử tế. Chính bản thân mình chuyển hóa sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh, chúng ta không cần làm một cái điều gì đó quá là to tát. Và vừa bài tập và cái giải thưởng này cũng như là một cái phần là nó gặt hái của các anh chị. Và chúng ta, cho dù chúng ta chưa được giải, chúng ta có chia sẻ phần bài tập nhưng mà chưa được giải thì chị cũng sẽ không sao, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gieo hạt và cái hạt của chúng ta sẽ trổ vào một ngày gần nhất, thậm chí là trổ ngay ngày hôm nay. Tới năng lượng đầu ngày chúng ta đang rất là hạnh phúc rồi đúng không ạ? Thôi em không nói nhiều nữa, em Linh nãy giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ công bố giải để cho các anh chị lên sân khấu nữa. Và một cái tên vô cùng quen thuộc, em đang nhìn giải câu chuyện truyền cảm hứng. Ở giải câu chuyện truyền cảm hứng thì chúng ta sẽ có hai giải. Quà tặng của giải câu chuyện truyền cảm hứng này đó sẽ là một bộ sách cánh nhỏ phiêu lưu ký và một cuốn sách tinh hoa từ ban tổ chức trí tuệ Việt Nam. Giải thưởng được lựa chọn ngẫu nhiên. Tức là giải thưởng cuốn sách là sách tinh hoa chúng ta sẽ được chọn ngẫu nhiên. Ở đây thì em đã thấy tên của hai thành viên của hai tổ. Quà này về là chắc mọi người cũng khó, cũng mà chia cho tổ đấy. Giải hai câu chuyện truyền cảm hứng của chúng ta đó là, đầu tiên em xin phép được một chị có nick face là
Jen Nguyễn đến từ tổ 1. Xin được chúc mừng chị Hằng An Yên ạ. Anh Nhật dẫn chị Hằng An Yên lên sân khấu giúp em ạ. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới với một cái thành viên mà em thấy hầu như hành trình nào chị ấy cũng có mặt trong cái gọi là cái top 10 mà được giải ạ. Không biết là chị bằng cách nào mà chị thể giành được hầu như tất cả các giải của các hành trình ạ. Mọi người có đoán được ai không ạ? Em nghĩ làm sao mà mọi người đoán được. Xin được chúc mừng thành viên của tổ 4, chị Huyền Sâu. Đấy, gọi tên chị Huyền Sâu xem chị đang còn hả? Rồi bây giờ xin mời chị Huyền Sâu sẽ lên sân khấu ạ. Anh Nhật giúp cho hai chị, giúp cho Pink hai chị lên sân khấu ạ. Rồi vậy là giải hai câu chuyện truyền cảm hứng của chúng ta, đó là chị Hằng An Nhiên của tổ 1 và chị Huyền Sâu của tổ 4 ạ. Giải thưởng của hai chị đó là giải thưởng câu chuyện truyền cảm hứng của hai chị là một bộ sách Cánh Nhỏ Phiêu Lưu Ký và một cuốn sách Tinh Hoa đến từ Ban Tổ chức Trí Tuệ Việt Nam. Chị đang kêu quên không có mini game nhìn bạn đánh giải. Rồi mọi người cứ hết sức bình tĩnh. Anh Nhật ghi giúp hai chị lên ạ. Đấy. Chị Hằng, anh em mở camera đi ạ. Giơ tay lên ạ. Xin mời chị Hằng An Nhiên của tổ 1 ạ. Chị Hằng An Nhiên của tổ 1 có ở đây không ạ? Thành viên tổ mình, thành viên của tổ 1 nói với chị Hằng An Nhiên với nhỉ? Coi chừng chị vui quá, chị run quá, chị bấm không nổi đâu. nên thành viên của tổ 1 hỗ trợ chị Hằng An Nhiên lên sân khấu nhỉ? Hằng cảm ơn cả nhà. Rồi, chị Hằng An Nhiên có thể mở camera lên không ạ? Đây. Hằng xin phép không mở camera tại đang. Trời ơi, anh Nhật ơi. Anh Nhật ơi, anh chơi anh làm thế này là chết rồi. Ôi trời ơi. Em phải ối trời liền. Dù sao thì cũng ôi trời ơi rồi. Thì em xin mời chị đầu tiên là chị Hằng, chị Huyền Sâu sẽ chia sẻ cảm xúc của mình ạ. Sau khi mà được nhận giải là câu chuyện truyền cảm hứng ạ. Vâng, đúng là một đại sứ lan tỏa của văn hóa đọc đấy ạ. Hành trình nào chị ấy cũng góp mặt. Hành trình nào chị cũng hốt giải. Em xin mời chị Huyền Sâu chia sẻ. Em chào cả nhà. Đúng thật sự là khi mà réo tên là bị giật mình thật ạ. Vì em phải thú thật là cái trong cái bài Con Đường nó cũng nói rõ cái tâm trạng của em. Thế là khi thấy cảm thấy cái tên nó hút mình là cô giáo nữa, thế nên là tham gia vào theo như kiểu phong trào như bạn Quang Minh bạn đã nói ấy, là đang có một cái gọi như là đang có một cái phong trào, đang có một cái khí thế bừng bừng và cứ thế là ta đi. Và đăng ký vào thì thật sự là tất cả những các cái từ ngữ mà về thiền này, về các cái văn hóa, về tỉnh thức này lạ lẫm và bỡ ngỡ với mình ạ. Bỡ ngỡ lắm, nghĩa là mọi người đi tận đâu rồi mình cảm giác mình tụt mút ở tận phía sau, không thể theo thuận nổi mọi người ấy. Nhưng mình bảo kệ, đã vào đến đây rồi thì xem tỉnh thức là gì, và mình đi sau cũng được, nhưng mình miễn là mình không dừng, mệt quá hay cảm thấy oải quá thì ta dừng lại một tí rồi ta lại đi. Nghĩa là trong đầu luôn nghĩ là như thế ạ. Vì là cũng là tham gia là hai hành trình, thế nên là có cái sự mà là chuyên sâu về bài tập hay là đi sâu về đọc sách sâu ấy thì nó chưa có. Thế nhưng mà vẫn cố gắng là hoàn thành hơn hoàn thiện. Tâm niệm là như thế ạ. Và đến khi mà có cái bài tập Tinh Hoa ấy, thì em cũng nghĩ khi mới đầu tham gia hành trình ấy, thì bài đầu tiên em đọc đó là cái bài bức thư của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thì em xin chia sẻ thật là em đã khóc. Em đã thường thời gian rảnh rỗi của em là tầm khoảng 11 rưỡi đêm, 11 giờ trở ra mới là thời gian của mình. Vì là con cái học online từ sáng đến tối nữa. Và lần đầu tiên em đọc
nó lại cũng may mắn là nó vào ngày 20 tháng 11 nữa. Thế sau em phát hiện ra đúng ngày 21 thì nó rất là chạm. Và em khóc rất là nhiều, gần như đêm đấy không ngủ. Và ngày hôm sau, khi mà nghĩa là cứ sau đấy thì cũng công việc bận bẵng đi, thì sau đấy thì cảm xúc nó đỡ hơn. Thì bắt đầu đọc lại lần hai thì là có viết cái bài mà thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới ạ. À, tri ân tháng 11 ạ. Nếu đúng ngày thì là em sẽ viết đúng cái tên, thế nhưng mà vì nó chậm sau đấy mấy ngày sao ạ? Thì em sang tận tháng 12 em viết được. Thì cảm xúc nó không còn dâng trào như trước, thế nhưng nó cũng có một cái phần nào nó vẫn còn đọng lại cho mình. Và tiếp theo một cái bài tập nữa là nói về người thầy. Đúng, nếu như không có chương trình văn hóa đọc tỉnh thức, không có bài tập này, thì em không nhìn rõ được những cái người thầy mình vẫn nhận ra, mồm vẫn cứ nói là mẹ cảm ơn hai con chính là thầy của mẹ. Và dần dần em cảm nhận được là lúc trước vẫn là gọi là thần tượng mẹ, nhưng ngày xưa không thích là giống mẹ đâu. Vì thấy mẹ em giáo viên làm nghề khổ quá, vất vả quá. Và em không thích, em ở kiên quyết em không đi theo nghề này. Thế nhưng mà như kiểu là do cái nghiệp của mình hay thế nào đấy, thì mình cuối cùng mình vẫn, em lại em học y, cuối cùng em lại về mầm non em làm. Thì em cảm nhận được rõ sâu sắc hơn nghề như thế. Và cũng nhờ cái chương trình văn hóa đọc tỉnh phát thức thì em cảm thấy yêu nghề hơn. Trước cũng thuộc diện là cô giáo yêu nghề ở trong trường rồi, thế nhưng mà cảm nhận được sâu sắc hơn nữa, và nhận diện rõ hơn được cái công việc mình đang làm ấy, mọi việc mình đang làm hàng ngày đấy như thế nào. Và khi em đến cái bài tập tinh hoa cuối cùng như thế này, thực ra em cũng không nghĩ là tinh hoa hay là gì đâu. Em nghĩ là kết thúc hành trình rồi thì mình nhìn lại xem mình đã thu nhận được cái gì, mặc dù mình không tham gia một cách gọi là hời hợt ấy. Thì đến lúc mà em viết bài rồi, em đăng rồi, em vẫn còn mơ hồ lắm. Nhưng khi đăng lên, khi có những cái comment đầu tiên ấy, những cái like đầu tiên ấy, thì em nhận thức rõ ràng hơn. Và đến, nói thật là đến tận tối hôm qua mới nhận rõ một cách sâu sắc hơn nữa. Nghĩa là nhiều khi bài đăng lên mình viết đấy, nhưng mà như kiểu không phải là mình viết ấy, mình viết trong vô thức ấy. Nhưng đến khi đăng bài lên, được mọi người đón nhận hay một cái, nhiều khi chỉ một cái like hay một comment gì thôi, em thì em không để ý đến cái like comment số lượng nhiều hay ít mấy đâu. Mà nhiều khi chỉ một cái sự like comment gì đấy mà nó chạm đến mình ấy, cảm thấy là như kiểu mình được ghi nhận, công nhận ấy. Thật sự chị rất là cảm xúc, và chia sẻ của chị thật sự rất là chạm đến em. Khi mà nghe chị chia sẻ thì em liền cảm thấy nổi da gà. Thật sự là cái chia sẻ của chị em nghĩ là cũng sẽ chạm đến rất rất là nhiều người, bởi vì đây là chia sẻ từ tận tâm của chị. Chị không có phải hướng đến một cái sự hoàn hảo mà đúng là hoàn thành hơn hoàn hảo. Và cảm ơn chị rất là nhiều. Thật sự cảm ơn chị Huyền Sông một lần nữa. Có lẽ là chị vẫn đang còn rất rất là cảm xúc. Cảm ơn chị, một người đã có mặt trong một người giáo viên hạnh phúc. Và học sinh của chị chắc chắn là sẽ được truyền cảm hứng rất là nhiều bởi năng lượng yêu thương của chị. Cảm ơn chị một lần nữa. Vâng, và em xin tiếp tục được mời người cũng cùng nhận được giải với chị. Không biết chị Hằng An Nhiên có tiện để lên chia sẻ cảm xúc không ạ? À, chị Hằng An Nhiên. Em thấy chị Hằng An Nhiên rồi. Chị Hằng An Nhiên đã... xin phép là không mở cam được ạ. Dạ vâng ạ. Vậy chị chia sẻ ngắn cảm xúc của chị như thế nào? Hằng rất là biết ơn cả nhà, cả làng văn hóa đọc tỉnh thức của mình ạ. Rất là may mắn và hạnh duyên khi mà Hằng đến hành trình. Và may mắn hơn là Hằng được vào ngôi nhà chim riêng tổ 1. Ở đây thì các anh chị rất là gắn kết. Và mỗi ngày, mỗi sáng thì cứ đều đặn 4 giờ là anh chị em lại cùng nhau hành thiền, rồi đọc sách, đúc kết. Và rất là nhiều bài học giá trị mình nhận được từ trong hành trình. Thật ra thì cũng như chị Huyền Sâu ạ, mình không nghĩ đó là cái bài tập tinh hoa đâu, mà đó là một cái trải lòng để mà mình quay về bên trong của mình. Mình lắng nghe và mình chia sẻ những cái xúc cảm ngay thời khắc hiện tại đó, để cho cả làng cùng có thể hiểu thương ạ.
Thì cái tựa của câu chuyện của Hằng là khơi nguồn yêu thương. Bởi vì khi mà mình đọc sách và mình tìm đến sự tỉnh thức của mình, tức là mình đưa tâm về thúy thân, hợp nhất, và cái đỉnh cao nhất của Heo Hằng nghĩ đó là để mà mình ấp ủ và để nới rộng cái tình thương yêu của mình hơn, gắn kết mọi người hơn. Vì Hằng nghĩ rằng là trong mỗi con người chúng ta, khi mà chúng ta yêu thương đủ đầy thì sẽ có một cái nguồn năng lượng, và nguồn năng lượng đó sẽ trao truyền đi và sẽ có một cái phản hồi ngược lại cho mình. Hằng gọi đó là vòng tròn năng lượng. Và tình thương, tất cả mọi thứ sẽ qua đi hết, nhưng tình thương sẽ ở lại, và tình thương sẽ lên ngôi, sẽ là phương pháp chữa lành. Và khi bản thân của mỗi thầy cô giáo hạnh phúc thì sẽ thay đổi được mọi thứ, và cả thế giới sẽ hạnh phúc. Và Hằng rất cảm ơn, biết ơn và yêu thương tất cả mọi người ạ, nhất là gia đình tổ chim ri ạ. Hằng xin cảm ơn ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Hằng An Nhiên. Nghe thật tên của tổ một vô cùng đáng yêu ạ, tổ chim ri ạ. Nghe nó vừa dễ thương mà nó vừa ấm áp, vừa gắn kết nữa. Và xin chôn một lần nữa chúc mừng chị Huyền Sâu và chị Hằng An Nhiên, và mong rằng hai chị vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những cái điều mà từ cảm nhận từ chính bản thân mình, một đời để góp lên những cái điều nhỏ bé nhưng mà vô cùng là tuyệt vời. Rồi tiếp theo em xin được công bố giải đặc biệt tiếp theo ạ. Không biết giải này mọi người có đoán được không ạ? Mà lúc nãy em ối trời ơi, không biết là mọi người có đoán được không ạ? Nếu mà mọi người đoán được là ai mà đã được giải, mọi người comment xuống nha. Mọi người sẽ comment chúc mừng và cộng với tên người được giải đặc biệt này, đó là đại sứ lan tỏa. Và giải đặc biệt này vô cùng hoành tráng, đó là đại sứ lan tỏa văn hóa đọc tinh hoa do cộng đồng bình chọn, có nhiều lượt like, comment và share nhiều nhất nha. Và sẽ nhận được một khóa học 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa online qua Zoom trị giá 500.000 đồng, và một cuốn sách tinh hoa từ Ban Tổ chức Trí tuệ Việt Nam, hoặc nhé mọi người, hoặc là một khóa học chánh kiến 1 online trị giá 900.000 đồng cộng với một cuốn sách tinh hoa từ Ban Tổ chức Trí tuệ Việt Nam. Và thành viên được nhận giải sẽ được lựa chọn quà tặng ạ. Rồi, mọi người có đoán được giải đặc biệt là thành viên nào và đến từ tổ nào không ạ? Hay là mình giả bộ mình chưa biết đi? À, đây, em vừa nói mình giả bộ mình chưa biết, mình giả bộ, mình nâng cảm xúc lên. Chị Quê Linh đã comment ngay tổ 3 rồi. Vâng rồi. Hồi hộp quá, em công bố giải đặc biệt để em hồi hộp lắm. Cậu chỉ đoán thôi. Thế à? Thế đấy, tổ 3 vẫn chưa chắc ạ. Vẫn chưa chắc ạ. Mọi người vẫn chưa chắc là thành viên tổ nào. Cảm ơn một cái pha sâu hả? Sâu kết quả vô cùng là đặc biệt đến từ vị trí anh Đức Nhật ạ. Một cái người mà từ đầu hành trình đã hỗ trợ cho tất cả chúng ta mở Zoom này, rồi chia sẻ âm thanh này, ghi mọi người này. Nói chung tất cả những khâu kỹ thuật là anh Đức Nhật ạ. Đó. Thật ra anh Đức Nhật vẫn chưa biết là hồi nãy mình đã xô cái gì mình lên ối dưới ơi đó. Đấy, trên đầu của anh ấy vẫn còn mấy cái gì. Anh ấy vẫn gọi là cái bài học mọi người qua cái hành động của anh Nhật. Mọi người có nhớ đến bài học nào mà chúng ta nhắc rất nhiều trong hành trình không ạ? Đấy, bài tập mà chúng ta nhắc rất nhiều trong hành trình đó là thận trọng, chú tâm, quan sát. Vâng. Đấy, chị Khuê Linh chưa gì là đã chia sẻ cái hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa phê lắm. Thận trọng, chú tâm, quan sát, đúng vậy ạ. Vâng, và em sẽ không làm mất thời gian nhiều nữa. Thì là một giải đặc biệt này đã thuộc về, cũng là một chị, và chị ấy đến từ tổ 3. Xin chúc mừng chị Khuê Linh đã đoán đúng tổ, đoán đúng thành viên của tổ được giải đặc biệt lần này ạ. Đó là chị Vũ Vân. Chị Vũ Vân của tổ 3 đã xuất sắc giành được giải đặc biệt đại sứ lan tỏa. Và chúng ta cùng nở pháo hoa tay chúc mừng cho chị Vân ạ. Xin mời chị Vũ Vân. Chị Vũ Vân sẽ... Đấy, chị Vũ Vân, em thấy chị Vũ Vân rồi. Chị Vũ Vân giơ tay lên nha, để ban tổ chức kịp ping cho chị lên sân khấu ạ. Đây, một giải đặc biệt của chị Vũ Vân sẽ là một khóa học 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa
hoặc là và một cuốn sách tinh hoa từ ban tổ chức trí tuệ Việt Nam, hoặc là một khóa học chánh kiến một online trị giá 900.000 đồng, một cuốn sách tinh hoa từ ban tổ chức trí tuệ Việt Nam, thì giải thưởng này chị có thể lựa chọn ạ. Vâng, và em xin mời chị Vũ Vân sẽ chia sẻ cảm nhận cũng như là cái quá trình chuyển hóa của chị để mọi người được cộng hưởng với chị nha. Xin chào ban tổ chức ạ, chào cả làng mình ạ. Thực ra thì bản thân mình vô cùng xúc động khi mà được xướng tên trong cái giải thưởng nhận bài tập tinh hoa này. Thực ra khi mình làm bài tập này ấy, với cái tâm thế là chủ yếu là lan tỏa văn hóa đọc đối với học sinh, bởi vì bản thân mình là một giáo viên mà, và cái cuốn sách Ba Người Thầy Vĩ Đại đã chạm tới mình rất là nhiều, và mình đọc nó rất là nhiều lần, và thường trong quá trình dạy ở trên lớp ấy, thì mình cũng chia sẻ đối với học sinh của mình, và học sinh cũng rất là thích cuốn sách này. Và nhiều em thì hỏi là cô cho em mượn cuốn sách, và mình cũng đã tặng cho một số em cái cuốn sách này để các em có thể thể hiện cái niềm yêu thích, đam mê đọc sách. Và thật biết ơn khi tham gia cái hành trình văn hóa đọc tỉnh thức này, không chỉ là rèn cho mình cái thói quen đọc sách, mà đến với cái hành trình này mình cũng được đọc cái cuốn sách Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới. Bởi vì bản thân là giáo viên cho nên là khi nhìn tên cuốn sách ấy, mình thấy nó rất là hay và mình muốn tham gia để tìm hiểu về cuốn sách này. Mặc dù là đối với bản thân mình, cái việc rèn luyện đọc sách thì có, nhưng cái việc thực hành cái cuốn sách này vào trong lớp học của mình thì chưa được nhiều. Nhưng mà mình tự rèn là bản thân mình trong cái việc là mình ngồi thiền để mình tĩnh tâm lại và mình có thể lắng tâm và hiểu bản thân mình hơn. Và khi mà chia sẻ cái bài tập tinh hoa này thì mình với mong ước là lan tỏa được cái văn hóa đọc. Và trong thâm tâm bản thân mình cũng không nghĩ là mình sẽ là người đạt giải, vì mình chỉ muốn là cái ước nguyện của mình ấy nó được thành hiện thực để lan tỏa nhiều, kể cả khi học sinh. Và trước đây thì mình rất là ngại rất là ngại khi mà viết bài chia sẻ trên trang Facebook hoặc là trên trang cá nhân. Thế nhưng mà tham gia cái hành trình văn hóa đọc, rồi là hành trình văn hóa đọc tỉnh thức này, mình có cái sự mạnh dạn, tức là có sự việc vượt thoát khỏi cái khuôn khổ của bản thân để có thể lan tỏa được nhiều bài học ý nghĩa hơn. Và đặc biệt là thông qua những cái bài chia sẻ của chị Huyền Sâu này, rồi là của chị Tho, thì mình thấy là rất là những cái bài học rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc mà các chị em đã đúc rút được ra thông qua quá trình tham gia hành trình này. Thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người cũng đã ủng hộ, cũng đã chia sẻ và đã đọc cái bài viết để mình có được cái thành quả ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, khán giả vỗ tay cho chị rất rất là nhiều đó chị Vân ạ. Đấy, sau những giọt nước mắt của sự luyện tập cũng như là sự rèn luyện thì bây giờ nụ cười đã nở trên môi của chị Vũ Vân, một khuôn mặt rất là phúc hậu, hiện rõ sự an nhiên cũng là hạnh phúc rồi. Vâng, và vừa rồi thì em cũng đã công bố giải của hành trình của chúng ta. Và tất cả những thành viên trong hành trình của chúng ta đều xứng đáng nhận được giải đại sứ lan tỏa. Một lần nữa mọi người có thể nở pháo hoa cho nhau đúng không ạ? Chúng ta sẽ cam kết, ta sẽ mạnh dạn chia sẻ những điều tử tế, và những điều tử tế sẽ bắt đầu từ chính chúng ta trước tiên. Đúng chưa ạ? Cũng như là thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới. Chúng ta không nhất định phải là làm thầy cô giáo mới chia sẻ được những cái điều giáo dục tích cực tốt đẹp đến tất cả mọi người, mà chính bản thân chúng ta bất kỳ một ngành nghề nào hay là bất kỳ một vị trí lứa tuổi nào, chúng ta đều có thể làm được những cái điều tử tế bằng chính là từ những cái bài viết rất đơn giản của mọi người. Thậm chí các anh chị vừa rồi cũng không nghĩ là mình sẽ là người đạt giải hay như thế nào, và chỉ chia sẻ từ tâm một cái gì đó nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó vô cùng chạm. Tại đây là những cái chất liệu đơn giản mà chúng ta cần trong cuộc sống hàng ngày, không cần quá gọi là màu mè cầu kỳ, mà chỉ cần là từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Và sau đây thì có lẽ là sẽ có mồm những cái gọi là những cái phần mà chia sẻ cảm xúc đến từ các thành viên. Thấy là có những thành viên chúng ta ở từ Bắc, Trung, Nam,
rồi chúng ta ở từ rất là nhiều nơi, chúng ta có những người thì đang ngồi rất là thoải mái, mát mẻ, còn có những anh chị phải quấn khăn, nói chung rất vô cùng lạnh lẽo, nhưng chúng ta đang có một chung một tinh thần, đó chính là chuyển hóa chính mình và lan tỏa muôn nơi. Vâng, và có lẽ là sau phần này thì anh chị sẽ thoải mái chia sẻ cảm xúc ạ. Trong đây thì em thấy có anh Phúc, mà nãy giờ chỉ toàn chị em mình thôi, bây giờ chúng ta sẽ nhường lên cho các anh. Anh Phúc là tổ trưởng của tổ 10, là một thầy giáo vô cùng tâm huyết, và em đã gặp anh Phúc trong rất là nhiều những cái hành trình, từ giáo viên hạnh phúc truyền cảm hứng này cho tới văn hóa đọc. Rồi có em chắc rằng là rất rất là nhiều học sinh rất là yêu quý thầy giáo Phúc, thì hôm nay thầy giáo Phúc sẽ lên chia sẻ để cho các chị em cùng vỗ tay thả tim tại anh Phúc được không ạ? Xin mời anh Phúc ạ. Đấy, anh đang phải vuốt tóc để chuẩn bị một cái hình ảnh đẹp trai nhất lên trên đây để khoe với chị em mình ạ. Mọi người cứ bình tĩnh ạ, để anh ấy cười. anh ấy cười mở khẩu hình đã, xong rồi vuốt tóc xong đã, chỉnh trang lại trang phục rồi mới lên sân khấu. Đấy, chưa gì mà đã làm áo trắng làm em lo lắng rồi. Xin chào cả nhà. Nãy hết pin, đang lấy quay kiếm cục sạc. Hôm nay cái buổi tổng kết ngày hôm nay rất là ý nghĩa luôn. Thấy mọi người chia sẻ trong cái từ chính con tim mình rất là xúc động. Đó là cái thấy được, cảm nhận được là cái giá trị của tỉnh thức, giá trị của sự chánh niệm, là mình sẽ chuyển hóa được từ bên trong. Thầy cũng không biết nói gì hơn, không biết nói gì. Hành trình thì nó xứng đáng. Lần trước thì Phúc cũng có tham gia rồi, lần này vẫn tham gia lại, tại vì mình thấy nó hay thì mình cứ tham gia, và mình muốn thực hành nhiều hơn nữa. Tự nhiên khi mà mình gọi là đúng với tên gọi là thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới, thì nhiều khi mình đọc không, mình chỉ thấy nó hay nhưng mà mình chưa thật sự chuyển hóa, mình chưa thật sự thấy hạnh phúc đâu, thì mình phải thực hành nhiều hơn nữa. Thì khi mà mình tự chế tác ra hạnh phúc đó, thì lúc đó mình mới biết cách để mình trao đi cái hạnh phúc cho người khác. Nên rất là biết ơn cái hành trình của, một tháng vừa qua, và cảm ơn mọi người đã cùng nhau đọc sách và thực hành, cùng nhau chia sẻ những điều tử tế. Em bất ngờ một xíu là lúc mà anh Phúc chia sẻ áo trắng lên là đã làm em lo lắng rồi, nhưng mà em không ngờ là còn có một thành viên mà vô cùng hâm mộ anh Phúc nữa, đó chính là anh Đức Nhật, ban tổ chức. Anh Đức Nhật có hỏi là anh Phúc đã lập gia đình chưa, và cho chị em trong hành trình xin thông tin số điện thoại, Zalo, Facebook. Thì không biết là cái điều này anh Nhật hỏi cho anh, hỏi cho chị em hay là hỏi chính anh ấy. Thì mong, vẫn rất là mong thầy giáo Phúc chia sẻ một ít info của mình để thỏa mãn cho đồng chí Nhật. thông tin của mình đó là thành viên của tổ 10, cứ vào thành tổ 10 rồi chứ thấy là có Facebook rồi. Mình đã học về tinh thần tự học đúng không? Nếu mình muốn tìm thì tự nhiên mình tìm được, mình thấy thú vị. Còn bây giờ nói ra nó hết thú vị. Wow. Nhưng mà anh Phúc biết sao? Đấy là một lời tỏ tình vô cùng dễ thương đến từ anh Nhật đấy ạ. Rồi, vâng, quá tuyệt vời thầy giáo Phúc ạ. Ngày hôm nay thì em thấy được anh Phúc có một sự thay đổi, không biết là trong tâm như thế nào, nhưng một sự thay đổi là vui vẻ hiện rõ lên khuôn mặt ạ. Một khuôn mặt rất là đầy đặn, điển trai, cười vô cùng tươi, vuốt tóc, nói chung đậu đủ kiểu hết. Đấy, vô cùng đẹp, cười tiết hết cả mắt rồi. Làm chị em cứ sao xuyến thế này, không những chị em mà còn cả với các anh nữa. Rồi, tiếp theo em xin mời, ôi trong đây em có thấy chị Vùi Thị Chiến ạ. Chị đang ngồi cùng con gái của mình.
Rồi chị Chín sẽ chia sẻ cảm xúc của mình nhé. Vâng, em xin chào cả nhà. Em là Bùi Thị Chiến, em này ở tận địa đầu Tổ quốc. Do năm nay là dịch căng thẳng ấy, thì hai bé ở với mẹ luôn. Nhiều khi là bài tập thì làm nhanh, nhưng mà thấy hành trình này mang lại lợi ích cho mình rất là nhiều. Về cái cảm xúc này, kiềm chế cảm xúc khi mình thấy người ta bảo là khi cái công việc bận quá thì hay sinh ra cáu gắt ấy. Thì từ đấy mình cứ nhìn cái công việc gì mình bắt đầu cái cảm xúc mình lên cái là mình quan sát được cái tâm của mình cái là hạ xuống luôn. Rất rất cảm ơn hành trình ạ. Vâng, và xin được cảm ơn chị Chiến. Cho dù ở nơi nào chị vẫn rồi, có lẽ là em sẽ xin mời trước khi mà mời thành viên tiếp theo thì trong cái hành trình của chúng ta đã có rất là nhiều những các anh chị sẵn sàng cống hiến cũng như sẵn sàng phụng sự hỗ trợ các anh chị em trong cái hành trình này từ những ngày đầu, thì em xin phép chia sẻ và trân trọng vinh danh tri ân các anh chị đã cống hiến công sức của mình tạo nên một cái sự thành công của hành trình. Em xin được trân trọng cảm ơn chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân là những cái người mà lên timeline cũng như là lên cái kế hoạch chương trình cho suốt, chủ trì hành trình từ suốt từ đầu tới giờ trong quá trình văn hóa đọc tỉnh thức, và chúng ta sẽ cùng nở một tràng pháo bông cho chị Hồng Vân. Đấy, rồi xin được chúc mừng chị Hồng Vân. Và tiếp theo nữa đó là chị Tú. Chị Tú là một chuyên gia, chị Tú là cái người mà gọi là đã đọc cuốn sách này, sau đó là có rất là nhiều những chia sẻ kiến giỏi tất cả chúng ta. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng nở bông hoa thật là tươi gửi đến chị Tú tỉnh thức. Đấy, một tràng pháo tay gửi đến chị. Tiếp theo nữa đó là chị vừa nãy chúng ta có là chị Hà Hiểu Thương. Chị Hà Hiểu Thương có những kinh nghiệm rất là sâu và sẵn sàng chia sẻ phụng sự vô cùng nhiệt tình luôn. Và tiếp tục nở một tràng pháo bông cho chị Hà Hiểu Thương. Cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Rồi, cái người mà vừa nãy giờ mà bật vỗ tay này, mở zoom này, rồi là một chàng trai vô cùng điển trai. Và chúng ta sẽ cùng nở một bông hoa thật là tươi đến anh chàng đẹp trai Đức Nhật. Đấy, anh cười rất tươi. Vô cùng có duyên. Rồi, tiếp theo là các anh chị đã đồng hành cùng các tổ. Đó là chúng ta đồng hành cùng với các tổ, hỗ trợ các tổ từ những ngày đầu. Em xin được gửi lời tri ân đến chị Ngô Phương Linh, chị Phạm Thị Trang. Vâng, và cũng cùng với đó là anh Phạm Đức Nhật. Xin được gửi lời tri ân và một tràng pháo hoa gửi đến các anh chị. Rồi, thật sự là một hành trình vừa qua đến ngày hôm nay thì ban tổ chức mới thật sự là cảm nhận được cái sự hạnh phúc. Và cũng trong cái hành trình thì cũng đã có những cái phần gọi là sự cố kỹ thuật nào, hay là sai sót, hay là bất kỳ một vấn đề nào đó chưa được hoàn thiện, thì ban tổ chức rất là mong các thành viên của chúng ta sẽ góp ý cũng như là sẽ có những chia sẻ thẳng thắn ở trong những cái group Zalo để mà ban tổ chức có những hành trình sau sẽ tốt hơn, cũng như là sẽ lan tỏa được nhiều nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Ôi, cảm ơn chị Linh. Được khen là MC đáng yêu, xong em lại thích nói nữa cơ. Thế này thì làm sao mà chia tay mọi người được. Thì và ngay ngày hôm nay, đây là một cái buổi tổng kết của chúng ta, nhưng mà nó sẽ không khép lại bằng cách là chúng ta sẽ chia sẻ những cái bài học chúng ta tâm đắc, hay là chia sẻ những cảm xúc, chia sẻ những cái gì nhận được từ hành trình, để rồi chúng ta chia sẻ trên group Văn hóa đọc ba góc này, rồi ở trong group Chánh kiến trong đời sống, chia sẻ rộng rãi trên, chúng ta sử dụng cái mạng mà cái trang cá nhân của chúng ta và một cái kênh chia sẻ những giá trị vô cùng là thiết thực, để cho lan tỏa tới nhiều nhiều người hơn nữa, để nhiều người được chuyển hóa. Được không mọi người? Vâng, và ngày hôm nay ai cam kết là chúng ta sẽ cùng chia sẻ cảm nhận cũng như là những điều mà chúng ta nhận được, chia sẻ giá trị và cho đi, sẵn sàng cho đi để nhiều nhiều người nhận hơn nữa, thì mọi người cùng thả tim nha. Rồi, em đã thấy rất là nhiều quả tim rồi. Mọi người cứ viết đi, em sẽ vào tim hết ạ. Đấy, có thầy giáo Phúc này, có chị Thảo đã cam kết chia sẻ bài viết này, chị Hằng này, chị Thực này. Vâng, và chúng ta sẽ cùng cam kết chia sẻ và lan tỏa rộng rãi hơn những điều tử tế nha.
nãy giờ em Linh nói nhiều quá, nhưng mà em thấy là có chị, một cái chị cùng tên với em Linh mà em thì cũng vô cùng yêu thích. Cái chị mà ngay ngày buổi khai giảng đầu tiên đã bẻ lái, một cái cú bẻ lái mà ban tổ chức suýt đỡ không kịp đó, bẻ lái khét lẹt luôn. Là vừa ngày khai giảng đã kêu là thôi em xin lỗi, chắc rút khỏi hành trình. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chị ấy chính là cái người ở cuối hành trình cùng chúng ta luôn. Em xin mời chị Khuê Linh ạ. Chị Khuê Linh lên sân khấu chia sẻ được không ạ? Sau cái cú bẻ lái ngày khai giảng của chị, tới ngày hôm nay chị có cảm nhận như thế nào ạ? Cảm ơn Hoàng Linh. Chào toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ văn hóa đọc tỉnh thức. Xúc động quá, bởi vì nghĩ là mình cứ tàu ngầm vậy thôi ạ. Vì là hôm qua thì bạn bé 3 tuổi của nhà mình bị sốt. Thế là hai vợ chồng lóc ngóc đưa vào viện nhi để làm xét nghiệm các thứ, là 2 giờ sáng mới về đến nhà. Bây giờ thì bạn ấy đang nằm ở dưới chân mẹ, và mẹ thì vào để tham gia lễ tổng kết cùng với gia đình. Mình thì cũng rất là cảm ơn bản thân đã đi chọn hành trình theo một dạng, đó là quan sát. Đấy, và sẽ hành trình này mình sẽ đi lại khi mà bên Trí Tuệ Việt Nam tổ chức lại một lần nữa. Nghe nói là sau K3, tức là sau mỗi văn đào hóa đọc thì sẽ có một lớp này, thì mình sẽ xin là người đăng ký đầu tiên của văn hóa đọc tỉnh thức mùa kế tiếp. Hôm nay rất là cảm ơn các nhà với những cái đúc kết rất là hay. Có một cái đúc kết của nhà không chính gửi vào nhóm Zalo ấy. Cái đấy mình thấy rất là hay, cũng rất là chạm với mình, rất là đơn giản. Nó tỉnh thức nó như cái đời sống, thiền nó cũng như đời sống, nó rất là đơn giản vậy thôi. Và cũng rất là cảm ơn nhà 10 đã cho tất cả các nhà một cái bài tổng kết đúc rút ấy, về cái thiền đi ấy. Trời ơi, mình sao lúc đấy mình thấy bộ tập này hay quá, tập này giống như hoa hậu ấy, đi thi hoa hậu ấy. đặt cái mà thật ra rất khó nhá. Nếu mà khi mà nhắm mắt lại xong là đi, mà tức là bình thường á, các hoa hậu á, chỉ có đặt lên thế đấy và mắt phải nhìn thẳng hướng về phía trước là đi đã khó rồi, mà đây là còn thiền nữa thì nâng độ khó lên rất là nhiều đó. Mà khi mà làm được việc này thì chúng ta chính là hoa hậu của chính mình. Rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn bạn Tú, rồi như ở tổ 7 thì có Hồng Vân là có hỗ trợ tổ 7 của nhà mình. Bạn rất là nhiệt tình, ngày vẫn đi làm công việc của bạn và tối về vẫn dành cho cộng đồng. Rất là tri ân em Vân. Tuyệt vời quá. Mình cũng rất là mong mình đủ duyên có thể có thời gian và cũng có thể có kiến thức hay có một cái gì đó trao đi để chung tay đóng góp cùng với cộng đồng GNS. Cảm ơn cả nhà. Cùng cảm ơn các sống và lan tỏa điều tử tế các bạn nhé. Cảm ơn chị Khuê Linh rất là nhiều, và chị hoàn toàn có thể làm được điều đấy. Hoa hậu GNH của chúng ta, hoa hậu GNH của lòng em, chị Khuê Linh. Thật sự là cả hai, nếu mà hành trình sau và chị đủ duyên, chị sắp xếp được thì chị hoàn toàn có thể vào ban tổ chức và hoàn toàn có thể cống hiến những điều tử tế vô cùng là đơn giản. Em Linh chia sẻ mọi người, em Linh là cũng là thành viên của hành trình văn hóa đọc K2 thôi. Thế sao là duyên như thế nào đấy lại vào đây, xong rồi ngày hôm nay em Linh lại được may mắn là ngồi để dẫn chương trình cũng như là kết nối chương trình đến mọi người. Và sự vô cùng hạnh phúc luôn. Nên là sẽ cảm ơn những hoa hậu GNH, hoa hậu văn hóa đọc cũng như là các chàng Nam Vương sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái điều tốt đẹp. Thật sự là cái truyền cảm hứng đối với chị đó. Chị thấy em Linh có nói về cái hành trình mà chinh phục MC của mình. Chị thấy em rất là kiên trì với ước mơ. Đúng, chúng ta phải kiên trì trong cuộc sống.
là chọn lựa chọn một con đường và lựa chọn thử thách. Hôm qua thì mình cũng có thấy một bài viết về thử thách, có, mình sẽ chia sẻ lên trên đấy, trên nhóm group cho mọi người cùng. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Đấy, nụ cười của chị rất tươi ạ. Chị vô cùng là tích cực luôn đấy ạ. Một năng lượng vô cùng tích cực. Chia sẻ với mọi người là em Linh á, bất ngờ quá, cuối vừa rồi em Linh thi cái chương trình là người dẫn chương trình của tỉnh Đồng Nai, thế là vô tình được vào vòng chung kết, thế xong là ối giời ơi luôn, là vô tình lọt vào vòng chung kết tiếp rồi. Sắp tới là có bình chọn thì em chia sẻ mọi người và nhớ bình chọn cho em nhá. Rất là cảm ơn mọi người cho em xin vài phút lố chương trình để tự PR cho bản thân mình. Không biết các anh chị còn chúng ta còn cảm xúc để chia sẻ nữa không, hay là chúng ta sẽ neo giữ lại cảm xúc này chia sẻ bằng cách là viết bài viết ạ? Rồi, nếu mà không, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chụp hình nhá, chụp hình lưu niệm. Anh Nhật là khâu kỹ thuật chuẩn bị chụp hình cho các chị em xinh đẹp chưa ạ? Rồi, mọi người sẽ chờ anh bấm về cái chỗ mà thư viện ấy. Chỗ mà thư viện để chụp tất cả mọi người vui lòng bật cam lên nhá. Mọi người bỏ mặt mình vào khung hình hết nào. Chị không biết chị Hằng Anh Nhiên có bật được cam không ạ? À? Chị Hiền tổ 2 này. Mọi người cùng bật cam lên. Rồi mẹ con nhà chị Chiến này. Mẹ con chị Chiến chuẩn bị vào khung hình. Rồi. Mọi người đã được, mọi người cùng thả tim lên màn hình nhá. Thả tim lên rồi chúng ta cùng 1, 2, 3 chụp nào. Anh Nhật chuẩn bị xong chưa? Rồi. Mọi người làm. Rồi. Chuẩn bị nào, anh đếm đi. Anh chụp, anh đếm đi. 3, 2, 1. Chào thứ nhất. 3, 2, 1, trang 2. Rồi ạ. Anh chụp trang nào mà có tất cả mọi người đều bật bật cam hả anh? Cái trang đầu tiên mà tất cả mọi người đều bật cam hết á. Anh chụp chưa? Rồi, 3, 2, 1. Ok, được rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Chụp không đẹp là một hồi nữa. Anh chị em cứ vào tới Facebook của anh Nhật là tới công chuyện luôn. Toàn hoa hậu không thế này. Mơ một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất là nhiều khi mọi người đã cùng đi tới hành trình tới buổi ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn mọi người rất là nhiều và mong rằng sẽ gặp mọi người tiếp tục ở trong những hành trình khác nữa. Chúng ta sẽ kết nối Facebook với nhau này, vẫn sẽ chia sẻ những cái điều tử tế để hàng ngày chúng ta lên Facebook thì chúng ta sẽ luôn gặp một cộng đồng là tích cực, luôn chia sẻ những điều tích cực, những điều tích cực để đi lên, chứ không chỉ là không phải là những cái gì tiêu cực làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần lo lắng nữa. Vâng, và cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Có anh chị nào mà muốn chia sẻ thì đây em Linh và ban tổ chức vẫn ngồi lắng nghe. xin phép Linh chút rất cảm ơn mọi người. Tại vì là em Linh đang hăng say chia sẻ và nhiệt huyết quá cho nên là chắc quên mất một phần tham gia chính của mình. Còn một phần xin giới thiệu về với hành trình nhà mình, là sau hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một số cái hoạt động mà định hướng, nếu mọi người và anh chị nào có thể tham gia được, xin đồng hành cùng đồng hành tiếp cùng với chính quyền Việt Nam ở một số hành trình như chiến binh văn hóa đọc và hoặc là cha mẹ 30 người bạn có con trưởng hóa, cũng như một số hành trình khác thì là chính quyền Việt Nam sẽ cập nhật trên fanpage của thân biết Facebook của dự án. Thì hy vọng rằng là cả nhà mình sẽ cùng đưa cái văn hóa tỉnh thức này đi vào trong cuộc sống của mình bằng mọi phương diện, trên mọi góc độ, chứ không phải chỉ là một hành trình này. Và đây là một chút là em xin tắt mic ngắn gọn gửi mọi người cái thông điệp này. Rồi, ok, giảm mic lại cho mình. Cảm ơn và yêu thương anh Nhật rất là nhiều. Đấy, xém quên anh luôn. Ai bảo hồi nãy anh hỏi info của anh Phúc làm gì để em quên anh. Rồi, cái phần thông tin là về cái phần Rồi, cái này chắc hỏi chị Hằng quá. Rồi, tiếp tục về cái hành trình tiếp theo ấy. Thì tí nữa thì ban tổ chức cũng sẽ gửi những cái hành trình mà tiếp theo cho mọi người lên trên cái group
Zalo cũng như là Facebook thì mọi người có theo dõi. Tại mọi người cũng đã có những cái kênh thông tin là vô cùng hữu ích và vô cùng là rộng rãi. Nên là em mong là tiếp tục mọi người sẽ duy trì. Tại vì khi mà chúng ta cùng hành động với đồng đội, cùng với cộng đồng thì chúng ta sẽ có nhiều động lực, nhiều cộng hưởng đi lên nhiều hơn. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ là giờ phút này thì cũng đã chia sẻ trọn vẹn hành trình rồi. Chỉ mong là chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong những hành trình tiếp đó thôi. Để trở thành những bông hoa của GNH. Đấy, chúng ta vẫn cười. Bây giờ không lẽ bây giờ cả nhà chúng ta ngồi nhìn nhau cười từ giờ đến tối luôn cũng được. Anh Nhật sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bài nhạc nào đó, một cái bài hát đó để mọi người nhìn nhau có cảm xúc đó. Cười. Em cứ nhìn thấy chị Khuê Linh này, em nhìn thấy chị Sâu này, rồi em nhìn chị Hằng này, chị Thúy này, các chị là em cứ cười thôi. Không biết là chị Vân này hay là chị Hà, chị Tú có những cảm xúc gì mà chia sẻ cho mọi người không? Hay là mọi người đại cảm xúc quá, kiểu như là xúc động đậy quá rồi. Chị Vân có chia sẻ gì không? Chị Vân hiện tại đang bị cúm. Và đầu ngày thì chúng ta sẽ cùng gửi những năng lượng, những lời yêu thương tới các thành viên để mong cho chúng ta được khỏe mạnh này, được hạnh phúc và được yêu thương. Không sao đâu chị Vân ạ. Gửi những cái năng lượng thiện lành, những năng lượng tức sức khỏe tích cực và tốt đẹp nhất đến chị Vân, cũng như là gửi năng lượng hạnh phúc, sức khỏe tới con của chị Khuê Linh. Rồi, xin gửi năng lượng tích cực đến tất cả các anh chị. Rồi, anh Nhật sẽ share nhạc nha. Hành trình cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, bởi vì có mọi người thì hành trình mới đi đến phút kết được đây ạ. Ở đây là một cái video của khởi điểm của dự án trí tuệ Việt Nam. Xin mời mọi người cùng theo dõi và cảm nhận. Đường thiên nguyện là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, dẫu lắm trong gai, lòng vẫn không đổi thay. Đường thiên nguyện là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đôi sao rời, lòng vẫn không đổi rời. Mang sách vở cùng niềm vui, mang sách vở cùng cô thầy, những dòng chữ thường lấp lánh tiếp cho em nhiều cơ hội. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên không muốn trong âm thầm, trường học vẫn ở yên đó đợi những mầm non đang ươm mầm. Bước tới trường mới biết có thật nhiều điều mới lạ, biết nhận mặn con chữ để nói lời yêu thương ông bà. Không phải là ca sĩ nhưng hát vang cùng núi rừng, nhiều khi cười thích chỉ vì đọc sách khiến em vui mừng. Đôi lúc bốc thấy mình muốn trở thành như Lang Liêu, giúp bà lang nó ấm cho núi rừng ngập tràn thương yêu. Ngoài kia đang ra lạnh nhưng trong lớp chẳng chơi vơ, tập trung vào sách vở cô cháu mình cùng ước mơ. Mang theo bao nao nước lên chiếc xe này, chạm một niềm thao thức suốt những đêm ngày, cùng đồng đội vượt núi mang sắc hương của trời tìm về nơi khó khăn. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, dẫu lắm trong gai, lòng vẫn không đổi thay. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đổi sao rời, lòng vẫn không đổi rời. Về nơi nguồn có con đường thật lắm gập ghềnh, người đời nói con ngáo đời và lại thích giúp người hơn giúp việc nhà. Về mang thêm con chữ, về biến rác thành hoa, về vang danh dân tộc bằng câu chuyện thêm tranh về bày. Cả năm trời làm việc nhiều khi dã rời như cái máy, thiện nguyện thấy áp lực nhẹ như bốc thổi cái là bay. Ấm êm hương bếp lửa, ngọt bùi hương lứa non, tình người sao thật ấm, xa rời những khó khăn. Dẫu cho mưa cho nắng vẫn không bao giờ nề hà, hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được như ở nhà. Hạnh phúc đi thiện nguyện, cô đơn đi thiện nguyện, thành công đi thiện nguyện, thất bại đi thiện nguyện, mệt quá đi thiện nguyện, mông lung đi thiện nguyện, tranh vanh đi thiện nguyện, không có việc gì vậy thì đi thiện nguyện. Không có việc gì vậy thì đi thiện nguyện, đi thiện nguyện, đi thiện nguyện. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, dẫu lắm trong gai, lòng vẫn không đổi thay. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đổi sao rời,
lòng vẫn không đổi rời. Lớn có thể nhỏ, có thể không xa vang. Anh em nào cũng muốn con được lớn thành người, lớn lên làm người mong một tương lai sáng lạn. Cặm cụi cả đời không bao giờ thấy than van. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa, dẫu lắm trong gai, lòng vẫn không đổi thay. Đường thiện nguyện là vào tim ta, dẫu có muôn trùng qua, vẫn đổi sao rồi, lòng vẫn không đổi rời. Vâng, đấy là hành trình từ những ngày đầu của Trí Tuệ Việt Nam. Thì mà chúng ta sẽ tiếp tục là những cái người mà đi gieo hạt mầm xanh tiếp theo, đúng không ạ? Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể làm những điều tử tế từ những điều nhỏ nhất. Vâng, và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở trên Facebook này, ở những hành trình tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đóng Zoom thôi, chứ còn sẽ không đóng lại các hành trình tự học cũng như là hành trình lan tỏa điều tử tế của chúng ta. Ấy, em nhắc nha, nãy ai mà cam kết thả tim mà viết bài chia sẻ là nhớ viết nha. Không lẽ em nhắn tin đòi từng người. Chị Hằng cười đã xong là phải viết đấy nha. Và chị Khuê Linh nữa này. Chào cả nhà. Chào, chào chị Khuê Linh. Đến. Chào mọi người, em sẽ con Zoom. Chào Phương Linh. Kết nối với nhau qua Zalo, Facebook và giữ liên lạc nhé. Chúng ta sẽ gặp lại ở một hành trình khác. Vâng, và cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người ạ. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn cùng biết ơn.